Sau nhiều ngày mưa kéo dài, vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 18 tháng 8, tại km 227+300, quốc lộ 4D, đoạn qua xã Tả Gia Khâu, huyện Mường Khương, xảy ra vụ sạt lở ta luy dương. Điểm sạt lở với khối lượng đất đá khoảng 6.000 mét khối đã gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Ngay sau khi xảy ra sự cố, ngành giao thông vận tải và chính quyền địa phương đã nhanh chóng cắm các biển cảnh báo. Mặc dù đã hết mưa, nhưng việc khắc phục sạt lở, thu dọn đất đá tràn xuống đường vẫn chưa thể triển khai. Do hiện trường phức tạp, vị trí sạt lở có độ dốc cao, nền đất yếu, nhiều tảng đá lớn có nguy cơ tiếp tục sạt xuống rất nguy hiểm. Về hướng khắc phục sự cố sạt lở, ngành giao thông vận tải đã trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phương án nổ mìn phá đá. Tuy nhiên, đây là địa bàn biên giới, phương án này cũng cần phải được tính toán kỹ. Việc thông tuyến là rất cần thiết, nhưng vấn đề đảm bảo an toàn cho nhân lực, phương tiện làm nhiệm vụ khắc phục sạt lở phải đặt lên hàng đầu.